Chào các bạn, hôm nay muốn giới thiệu với các bạn một phần mềm. Nói chung là mình thấy rằng nó thao tác cực kỳ đơn giản, mà đối với các bạn nó rất thích hợp với những bạn làm về thiết kế sản phẩm. Các bạn đang băn khoăn tìm một cái phần mềm thiết kế hầu như tất cả các loại sản phẩm, từ dân dụng cho đến sản phẩm công nghiệp, thì đều có thể sử dụng được nó. Và nó về mặt chi phí thì nếu như các bạn là đang là sinh viên học tập thì và các bạn là làm theo đam mê ấy, thì phần mềm này nó là hoàn toàn là free. Tuy nhiên cái phần phần mềm free thì nó sẽ bị hạn chế một số tính năng như phức tạp, mà thì những cái tính năng đấy ấy, thì ở trên phần mềm trả tiền thì nó sẽ có thêm các cái tính năng đó. Nhưng với những cái tính năng về free thì hầu như là bạn đã thiết kế được toàn bộ tất cả các loại sản phẩm rồi. Đấy, cho nên là nó rất là thích hợp và chi phí nó rất là rẻ. Mà mình cũng trong thời đại hiện nay thì cái việc bản quyền phần mềm đó là rất được coi trọng. Vì vậy mà các bạn tôi đã sử dụng cũng nhiều phần mềm trả tiền, và tôi thấy rằng cái chi phí cho cái việc bản quyền phần mềm của cái phần mềm này chính là phần mềm Outbreak Fusion 360 này, thì nó rẻ hơn, đồng thời là nó rất là tiện cho các bạn làm thiết kế. Vì sao? Vì thiết kế hình học các cái giao diện của nó, các bạn nhìn trên này, rất là thân thiện, dễ sử dụng, hình ảnh rất trực quan, và các bạn có thể là ép luôn những cái vật liệu cho nó rất là tiện luôn. Chẳng hạn như cái sản phẩm tôi vừa thiết kế đây, nó là một cái móc treo quần áo, thì bạn có thể vào cái này để các bạn có thể ép cái vật liệu bất kỳ và rất là nhanh. Đây, plastic. Đây, các bạn search cái sản phẩm nhựa, sau đó các bạn tìm cái sản phẩm nhựa ở trong cái list này. Chẳng hạn mình muốn cho nó là cái nhựa và có cái màu sắc, ví dụ màu sắc đây mình muốn màu xanh, mình gấp thả trực tiếp vào đó, thả trực tiếp vào cái sản phẩm này. Ok, đấy các bạn thấy không? Thì nó đã ra cái mình đã ép luôn được cái vật liệu nhựa lên đây rồi, nó rất là tiện và nhanh. Đấy. Thế thì như tôi như với những cái bạn mà sử dụng, các bạn là sinh viên đang học về các ngành thiết kế, hay là học về thiết kế, hoặc các cái bạn là làm cá nhân, tức là làm theo cái sở thích đam mê của mình ấy, thì sử dụng phần mềm này hoàn toàn free và các bạn có thể sử dụng được rồi. Đây, nó có những cái license, ví dụ dành sinh viên như em Education License là cái phần license dùng để cho việc học tập và giảng dạy, thì nó hoàn toàn là free. Đấy, các tính năng của nó như thế nào thì mình sẽ lên xem một cái phần. Đây, bạn vào sang sản phẩm của Autodesk.com. Đấy. Thì trong này bạn sẽ thấy rằng vào mục product. Đây, trong Autodesk thì nó có rất nhiều sản phẩm: AutoCAD, Revit, Fusion 360 đây, 3D Max Maya, Inventor, đấy rất nhiều sản phẩm. Thì các bạn nhìn AutoCAD có 2D và 3D thì là 1.690 đô một năm, nhưng với cá nhân dùng cái này Fusion 360 thì nó chỉ có 495 đô trên một năm. Đấy. Mà phần mềm này rất hay cái là cái dữ liệu của nó được lưu ở dạng dữ liệu đám mây, tức là cloud base, lưu ở dạng dữ liệu đám mây như này. Đây, dữ liệu đám mây như nào thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ lưu đây, tất cả các cái phần bài sẽ được lưu, các dữ liệu mà bạn vẽ nó sẽ được lưu lên trên một cái dữ liệu đám mây. Thì các bạn nó sẽ lưu trên từng version, ví dụ đây mình sẽ lập lên các cái folder này, và các folder này nó sẽ lưu ở trên
80, và nó sẽ lưu rất nhiều các cái version trong cái quá trình mình làm đây, V1 V2 của các cái bài, của các cái chi tiết mình đang thiết kế, thì nó sẽ lưu version 1, version 2, tức là version 1 mình làm đến đâu, version 2 mình sửa đến đâu thì nó cũng đều trong này nó đều có cả. Và mình lấy contact cái dữ liệu đám mây này rất là tiện, cái phần mềm bạn có thể mở bất kỳ đâu cũng đều có thể lấy được cái dữ liệu này ra. Đấy là cái phần ưu điểm của cái phần Fusion 360 là mình thấy. Ngoài cái việc sử dụng nó đơn giản thì bạn sẽ bấm trực tiếp vào cái Fusion 360 này. Đây, cái phần giới thiệu cái phần mềm Fusion 360 này, nó được tích hợp cả CAD, CAM, CAE, là cái phần trợ giúp máy tính đấy. Đây là cái phần thiết kế của nó, có thể thiết kế làm những cái gì. Đấy, thì bạn nhìn trực quan vào đây các bạn thấy là design này, 3D modeling này, rapid prototyping này, electric này, simulation mô phỏng này, gia công chế tạo này. Đây, thì gọi như này, 3D modeling design này, điện này, mô phỏng này, thiết kế chung này, chế tạo này. Đấy, các phần dưới sẽ chỉ cho các bạn thấy. Khi mà download ấy thì các bạn muốn xem thêm các cái đặc tính khác thì đây, khi mà các bạn download cái đấy thì bạn có thể download trailer, thì người ta sẽ phí 30 ngày này. Khi download thì nhấn vào download trailer này thì nó sẽ vào cái trang download free trailer đây, start free trailer Fusion 360 đấy. Thì ở trong cái phần download này nó sẽ có 3 phần, tức là bạn sử dụng personal use, tức là nó sẽ miễn phí theo từng năm mà bạn đăng ký một cái account Fusion 360 từng năm. Cứ 1 năm một thì bạn lại đăng ký lại một cái account thì bạn được phép sử dụng miễn phí cái 1 năm. Đấy. Còn cái phần giữa này thì là sử dụng các cái phần mở rộng dành cho cái mục đích thương mại, thì nó sẽ chơi 30 ngày. Thế còn đây bạn có thể sử dụng cái dùng để cho các sinh viên đây này, đấy, để học cái thứ, thì cái license này với license này nó là như nhau, nhưng mà cái license education này thì đăng ký nó khó hơn vì nó cần phải dùng cái domain của edu, tức là phần giảng dạy đấy, thì nó sẽ khó đăng ký hơn là bạn dùng personal use. Đây, khi bạn vào personal use thì các bạn sẽ đăng ký được nó đấy. Thế cái phần giờ này nó sẽ giới thiệu cho bạn biết là ở cái license là personal use, tức là dành cho những người sử dụng cá nhân và đam mê ấy, theo sở theo làm theo sở thích ấy, thì nó có những cái gì. Nó sẽ nói về cái việc sử dụng cho những người dùng cá nhân đấy, thì khi mà dùng cá nhân ấy, thì có nghĩa là đây là độc lập cho cái việc học tập sử dụng trong cái bên ngoài môi trường công ty nhé, không phải là công ty chỉ dùng mục đích là giảng dạy hoặc là học tập. Người dùng độc lập bạn có thể tạo video trên YouTube, blog hoặc viết là web content đấy, thì có thể sử dụng được. Thì bạn lấy ở đây đăng ký ở đây và đăng ký tên email là có thể bạn lấy được. Thì ở cái free thì nó sẽ có những cái gì, với license free thì gì, vẫn có phone và email, technical support, vẫn support bình thường, có team, có data quản lý dữ liệu, có thể kết nối chuyển đổi các cái phần file sang ví dụ như NX, CATIA, SOLIDWORKS, các cái phần mềm thiết kế công nghiệp nổi tiếng đấy, và AnyCAD. Có nghĩa là cái phần này nó cũng hay này, là có thể cho các cái
phần máy máy in 3D đấy là bạn có thể được. Thì khi đó thì bạn muốn lấy thì bạn ấn vào Get Start đây. Đấy, thế bạn nhập một cái email để đây, đây là sign in, là khi mà bạn có rồi, còn không thì bạn ấn vào đây. Đấy, thì bạn sẽ nhập bạn tạo account. Bạn tạo ra một account để bạn đánh tên email, confirm email và bạn ấn create account thì nó sẽ ra cái license. Thế sẽ bạn sẽ nhận được cái license personal use. Nó sẽ liên kết với cả tài khoản của Autodesk. Thì bạn có thể vào trực tiếp cái phần tài khoản account trên Autodesk, là bạn sign in vào đây thì bạn có thể vào được cái trang Autodesk Plus, và cái trang này thì có sản phẩm Fusion 360 của mình đấy, Fusion V. Và khi mà đăng nhập cái vào cái phần mềm này, bắt buộc bạn phải có mạng, và bạn đánh cái account mà bạn đã đăng ký để nhận cái phần mềm theo cái license đấy. Thì bạn mới mở được cái Fusion 360 này ra. Đấy. Thì mình thấy rằng cái phần mềm này nó rất là tiện. Khi mà bạn thiết kế, mình cảm nhận thấy nó nhanh và tiện và dễ sử dụng. Nó có thể kết nối với máy in 3D luôn để xuất ra những cái file máy cho dùng cho các máy in 3D luôn. Đấy, thì bạn đã tiện là cho cái việc tạo mẫu sản phẩm in 3D. Đấy. Thì sơ bộ là mình đã giới thiệu cho các bạn biết sơ bộ về cái Fusion 360 và tại sao lại sử dụng cái Fusion 360. Thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trên này để tại sao thì người ta lại khuyên mình sử dụng cái này, mà mình đã từng sử dụng mình thấy rằng nó cũng có những cái ưu điểm so với các cái phần mềm nổi tiếng bây giờ như NX, CATIA, vì nó chi phí của nó rất là rẻ, đáp ứng được cái mục đích của tùy từng đối tượng. Đấy. Và sử dụng là có license, không phải là bạn active hay correct thì nó sẽ bị vi phạm vào cái bản quyền. Đấy. Ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ bộ cái về cái Fusion 360 này, và tại sao mình lại sử dụng cái Fusion 360 này cho dùng cho cái việc thiết kế thường xuyên, vì sau này bạn sẽ thấy rằng mình sẽ liên tục sử dụng cái Fusion 360 để làm cho việc thiết kế, vì đơn thuần vì mình cảm thấy rằng cái việc thiết kế trên này nó thuận lợi, và nó cũng có những cái điểm khác. Mình sẽ giới thiệu tiếp những cái phần giao diện của nó ở cái bài video tiếp theo. Các bạn nhớ subscribe để theo dõi cái video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn, chào tạm biệt các bạn.